Rồi chưa? Đầu tiên trúng số độc đắc. Che che bớt lại. Sao anh Phương ơi? Có che gì đâu mà có ai mà che đúng mà. Tâm lý là có nhiều người xỉu luôn, em nói thiệt. Có nhiều người xỉu luôn á. Không không, anh trúng số anh da dẻ. Mọi người ơi, làm gì vậy mọi người? Số là da dẻ vậy hả? Hai cái tay nha mọi người ơi. Rồi. Kéo, giữ nguyên. Nè, Thắng nè, Trang giống nhau nè. Khương cũng giống luôn nè. Ủa có mỗi ông này. Trung soi chung đọc. Trung soi chung đọc. Qua đây. Dịnh tim lại nó sợ nó xỉu. Cái giá nó khác mọi người. Tay này là ý gì? Đúng. Em đang cầm từ vé số à. À cái tay này. Tay này à? Lên con tim. Em không thở được. Đã nói rồi, chọn cái gì nó cơ bản. Cơ bản đi. Kéo bách lên. Lại nha. Tiếp nè. Lướt ván. Sống á, sống lớn lắm. Bảo sống lớn hả? 13 đồ á. Cao một thấp nhún xuống. Rất là over luôn. Rồi cái bà, cái vách người ta kéo xuống xem đứng. Kéo bách xuống. Ở đây ba đứa nhỏ nó làm giống nhau. Con mình lớn nhất. Mình làm khác biệt. Sống lớn đâu ai đứng vững đâu. Sống lớn phải lướt theo sóng. Rồi coi như lần thứ hai này cũng không giống nhau. Kéo lên. Cái này mà làm không giống nhau nữa là coi như tôi không biết nói gì với các bạn luôn nha. Mẹ bồng con. Bên phải nha. Anh Khương ơi, cái đầu bên trái. Rồi con em khóc quá nè. Con bao nhiêu ký? Cái đầu bên trái. 40 mấy ký lận. Trái nè, cái đầu bên trái. Hết giờ. 40 mấy ký là cỡ này nè. Rồi xong chưa? Kéo vách xuống nha. Khoan. Đầu bên trái. Em la làng lá xóm hay là cái đầu của em? Anh Khương ơi. Mấy đứa đừng có cãi. Cái này cho dù Khương nó làm khác mọi người đi chăng nữa, anh vẫn phải bảo vệ Khương. Đúng không anh? Ở đây qua đây có con chưa? Đúng rồi. Em mấy đứa? Em hai đứa rồi. Hai đứa luôn rồi nè. Thì bây giờ Khương nó nghĩ rằng con nó bồng minh đây. Thì nó bồng minh đây thôi chứ sao vậy? Nhờ ba đứa nhỏ này chưa có kinh nghiệm bồng con. Đúng. Có một mình em có thôi. Cho nên em khát quắc luôn đó. Đúng rồi. Em khát quắc nha. Không đúng. Đây là một đề bài rất dễ. Mang giày cao gót. Bây giờ là bên phải dạ, nha mọi người mét. Bên phải nha. Là mang vô chưa? Mang vô người mình chưa? Là đang mang. Em đang mang. Hết giờ. Thấy không? Bốn con người khác quắc nhau nữa, thấy không? Dòng đây. Này dòng đồ tắm nè. Nè, ở cái đề bài này vẫn không giống nhau nha. Thời gian đã hết. Các em ơi, và xin chia buồn với các em. Không có một điểm. Và bây giờ mời các bạn về chỗ.